Anh ơi, chào mừng anh quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip với tiếp tục series đi tìm nhà người nổi tiếng nhá. Ok. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm nhà bà Tân Vlog nhá. Ok. Thì trước khi vào clip này thì con xin lỗi bố mẹ trước. đi chơi. Đấy, thì con xin lỗi bố mẹ nhá. Bố mẹ xem được clip này thông cảm với con. Ok, cảm ơn. Và bây giờ thì anh em chúng mình sẽ đi nhằm vào Tân Vlog nha. Nhằm vào Tân Vlog nha. Ok. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Cô thấy bà chưa bao giờ đi cái bờ đường bẩn như này. Đéo tin. Sao đường bẩn như này các cháu ạ? Đường nhà bà Tân phải lốc. Ok, đường nhà bà Tân này anh em ạ. Đường ngoài nhà bà Tân. Thế em làm một trải nghiệm phải không? Xin phép anh em không? Đi đâu? Đường khổ nạn quá. Đẩy nó lên. Đẩy khéo nó bắn vào mặt rồi. Hơn 19 rồi anh chưa vào. Chưa vào đi thì bẩn đi. Sắp lên nhà bà Tân Vlog rồi các bạn ơi. Thì mình xin phép vào mình quay nha anh em ạ. Đấy. Sắp lên nhà bà Tân rồi.
Bây giờ hơn 10 giờ trưa rồi. 10 rưỡi rồi nhỉ? 11 giờ rồi. Không biết vào được ăn cục xì lầu và tới với đâu. Ăn đôi giỏ chưa to à? Lồ. Sao vào nhà bà Tân đấy? Anh em cố xem nha anh em ạ. Sắp đến rồi. Trời sắp bắt đầu mưa rồi. Mấy hạt mưa đấy. Hả? Chúng ngò bà Tân ở đâu? Nhà bà Tân ở đâu rồi nhỉ? Ăn cả tảng lên mới ngon. Bà là cục chì ngầu bà Tân Vlog. Nếu lên phải bà Tân phải ngầu. Cục chì ngầu bà Tân Vlog. Không gặp được bà anh em buồn lắm anh em. Bà đi Hà Nội rồi. Đen thôi. Bà không có nhà có em. Đi chỗ bà hay làm clip anh ạ. Clip thì chắc tôi vẫn phải đăng anh em ạ. Chắc anh em về Thái Nguyên rồi. Buồn quá nhà anh em nhỉ. Đi ăn không? Hay chưa vào ăn em. Mà em đi ăn không? Thôi hẹn việc khác rồi. Thực sự hôm nay không gặp được bà Tân thì tôi đã rất buồn rồi anh ạ. Đi đường xa hơn 100 cây số mà không gặp được. Chắc là anh về thôi. Thì hẹn anh em ở những clip sau. Thì anh em chúng tôi bây giờ phải về thôi. Muộn rồi, Thái Nguyên. Bye bye anh em, hẹn gặp anh em trong những clip sau nha. Bye bye. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.